Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Cuộc Đời Giá Trị. Quý vị thân mến, có câu nói như thế này: đàn ông thì cần phải có khí phách của một người đàn ông, có nguyên tắc và tín ngưỡng của riêng mình. Vậy thì khí phách của một người đàn ông là gì mà lại được nhắc đến đầu tiên và nhấn mạnh đến như vậy? Khí phách là khí chất của mỗi người, là những gì biểu hiện ra bên ngoài của nội tâm, là sức mạnh vô hình toát ra từ tố chất của con người. Khí phách không phải là bẩm sinh đã có mà phải qua rèn luyện, tích lũy dần trong cuộc sống và là một dạng nhận thức của con người trong việc đối nhân xử thế hàng ngày. Bộc lộ tự nhiên không phải muốn tạo ra là tạo ra được. Vậy nên để một người đàn ông có chất, có khí phách không phải là dễ. Những người như vậy thường sẽ có 6 đặc điểm sau đây. Cụ thể là gì? Mời quý vị cùng tham khảo qua clip sau và đừng quên chia sẻ quý vị nhé! Đàn ông chất hay không? Nhìn 6 điểm này là biết. Thứ nhất, can đảm, dám chịu trách nhiệm. Một người đàn ông có khí phách phải là người can đảm, không dễ dàng từ bỏ việc mình đang làm. Khi tranh luận với người khác, cần phải có ý kiến riêng của mình. Làm bất cứ việc gì cũng phải chú tâm làm hết khả năng của mình. Dám chịu trách nhiệm với việc mình làm. Bậc quân tử khi gặp người tài đức sẽ cố gắng học hỏi để trở thành người như họ. Không có gì phải sợ hãi, luôn duy trì nhân cách và lòng tự trọng của bản thân mình. Thứ hai, khiêm nhường. Người xưa có câu: đất thấp thành biển, người thấp thành vua. Trong thế giới bao la rộng lớn này, trên trời có trời, trên người có người, ai biết được ai sẽ trở thành thiên hạ số một. Con người sống ở đời, chỉ khi hạ thấp thái độ mới có thể đi lâu và đi xa. Cuộc sống hạnh phúc mới bắt đầu vẫy tay chào đón bạn. Khiêm tốn không phải là tự ti, cũng không phải là mềm yếu, vô dụng và trốn tránh, mà đó là ve sầu lột xác trong sự thức tỉnh. Trí tuệ trong sự ngu si. Khí phách là một dạng khiêm nhường. Người có khí phách hơn người, dù tài hoa nhưng vẫn khiêm nhường, nguyện ý ở thấp hơn người khác. Trái lại, những người ít học, khuyết thiếu tài năng thường hay khoe khoang, thể hiện bản thân. Cổ nhân nói, trong ba người cùng đi, ắt sẽ có người là thầy của ta. Cho nên, không nên xem thường người khác, nên nhìn người khác để thấy hạn chế mình. Không sùng bái bất kỳ ai, nhưng luôn học hỏi những điểm mạnh của người khác. Thứ ba, nhẫn nhịn, điềm tĩnh. Muốn trở thành người có khí phách thì trước tiên phải có tâm nhẫn nhịn, giữ được sự điềm tĩnh và vững vàng trong tâm. Có người nói rằng, bản chất của mọi đau khổ là sự phẫn nộ đối với sự vô dụng của bản thân. Một người trong lòng mạnh mẽ sẽ không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài, đánh mất bản thân và lý trí. Đứng trước khó khăn, vấn đề đầu tiên mà họ nghĩ tới là làm thế nào để giải quyết, chứ không phải tức giận và trách mắng người khác. Trong cuộc sống, người có khí phách không dễ dàng tùy tiện để lộ cảm xúc của bản thân, cũng không bộc phát làm tổn thương người khác. Họ cũng không tùy tiện than phiền về khó khăn và cảnh ngộ của mình. Trước khi hỏi ý kiến người khác về một chuyện gì đó, trước tiên họ phải biết suy nghĩ thấu đáo. Đặc biệt, người đàn ông có khí phách thường không phàn nàn hay cằn nhằn với người khác về sự bất mãn của mình, ngay cả với bạn bè và người thân. Họ hiểu rằng một người đàn ông cần phải nhẫn được cả những điều mà người khác khó nhẫn, tiếp nhận được cả những điều người khác khó chấp nhận. Khi có chuyện quan trọng liên quan đến lợi ích của nhiều người, họ luôn cố gắng bàn bạc với tập thể rồi mới đưa ra quyết định. Đây là những cách hành xử của một người có khí phách. Thứ tư, thận trọng, tỉ mỉ. Một người đàn ông có khí phách còn cần phải có tính cách thận trọng, tỉ mỉ. Cổ nhân nói, không quên tiểu tiết mới thành được đại sự. Rất nhiều khi việc đại sự không thành
chỉ vì một chi tiết rất nhỏ. Để tu dưỡng đức tính cẩn thận, thận trọng, cần phải biết suy nghĩ về mối quan hệ nhân quả của những sự việc xảy ra xung quanh. Với những vấn đề bản thân không làm được, cần tìm ra nguyên nhân căn bản. Với phương pháp làm việc quen thuộc, cần phải có sự cải tiến. Làm việc gì cũng phải hình thành thói quen, làm theo trình tự trước sau. Lúc nào cũng phải bù đắp, sửa chữa những thiếu sót của bản thân mình. Thứ năm, chân thành, giữ chữ tín. Khổng Tử có câu: nhân thì vô tín, bất chi kỳ khả giã. Ý chỉ người mà không biết giữ chữ tín sẽ không thể thành người được, dù nghèo cũng không được lừa dối người khác. Đánh mất chữ tín, tiền có thể cố gắng kiếm được, nhưng thành tín một khi đã mất sẽ không bao giờ lấy lại được. Không giữ chữ tín có thể được lợi trước mắt, nhưng chắc chắn sẽ không được lợi lâu dài. Không thành tất bại, không tín tất gặp họa. Thắng nhỏ nhờ trí tuệ, thắng lớn nhờ đạo đức. Thành tín là bản mặt của một người đàn ông trưởng thành. Muốn có chỗ đứng trong xã hội, nhất định phải thành tín và nói lời giữ lời. Đối với bất kỳ ai, tấm lòng chân thành là rất quan trọng. Người đàn ông có khí phách hiểu được rằng những việc không làm được thì không tùy tiện hứa hẹn, tùy tiện nói suông, mà đã nói ra rồi thì phải nỗ lực làm đến cùng. Thành thực là nguyên tắc cơ bản của làm người, cũng là cái gốc để có sự tín nhiệm của người khác. Những người nói thao thao bất tuyệt mà không giữ lời, dẫu có thể lừa gạt người khác, thậm chí nhất thời đắc ý, nhưng tuyệt đối chẳng thể bền lâu được. Càng không thể nói đó là người có khí phách được. Không phải một người ngay khi sinh ra đã có khí phách. Nó đòi hỏi phải trải qua rèn luyện, tích lũy dần trong cuộc sống hàng ngày mà thành. Nó là một dạng nhận thức của con người trong việc đối nhân xử thế, bộc lộ tự nhiên, không phải hóa trang mà ra được. Cho nên để có được khí phách là rất khó. Nhưng nếu để tâm tu dưỡng, chúng ta nhất định sẽ có được sự thành công. Thứ sáu, khoan dung đại lượng. Một người đàn ông được xem là có khí phách hơn người, không thể là người hẹp hòi, có tấm lòng nhỏ mọn, mà phải là người có tấm lòng khoan dung đại lượng. Người ấy không bao giờ vì sự đố kỵ hay lợi ích của bản thân mình mà biến bạn thành đối thủ của mình. Trái lại, họ có thể biến kẻ thù thành bạn. Cổ nhân nói, nhân vô thập toàn, ai cũng có lỗi lầm. Cho nên, với những sai lầm nhỏ của người khác thì không nên truy cứu đến cùng. Có thể bỏ qua được thì sớm bỏ qua, tâm thái mới nhẹ nhàng được. Không được có ý ngạo mạn và coi mình là trung tâm là quan trọng nhất. Quý vị thân mến, việc nhìn ra bản chất, ý chí của một người đàn ông rất quan trọng, đặc biệt là với chị em phụ nữ. Phải nhìn được sâu vào bản chất người đàn ông đó mới có thể xác định được tương lai có muốn gả cho người đó hay không. Nếu chị em đang băn khoăn có nên lấy một anh chàng làm chồng hay không, hãy xem anh ta có các đặc điểm này không nhé. Thứ nhất, không coi trọng gia đình. Nếu một người đàn ông coi trọng mối quan hệ với bạn, anh ấy sẽ biết cách để vun vén cho tổ ấm của mình. Chẳng ai hạnh phúc khi sống chung với một người chồng không quan tâm đến gia đình hoặc dành quá nhiều thời gian cho những thú vui riêng. Nếu chàng không đặt bạn lên trên những thứ khác trong cuộc sống của mình như công việc, bạn bè, các sở thích, chẳng có gì đảm bảo mối quan hệ giữa hai bạn sẽ êm đẹp lâu dài. Thứ hai, không đáng tin cậy. Niềm tin là nền tảng cho một mối quan hệ gần gũi và lâu bền. Người đàn ông bạn lấy làm chồng nên là một người đáng tin cậy, không chỉ trong lời nói mà còn cả trong các quyết định và hành động. Nên tránh các anh chàng hay nói dối, dù những lời nói dối đó vô hại và không có gì to tát. Hãy tìm một người đàn ông đáng tin, chân thành.
Nếu bạn không thể tin chàng ta thì đừng lấy. Thứ ba, không có cùng các giá trị sống với bạn. Việc cùng coi trọng những giá trị sống giúp hai vợ chồng dễ cảm thông, chia sẻ và chung lưng đấu cật suốt đời. Có chung niềm tin, cả hai sẽ dễ tìm được hạnh phúc bên nhau. Nếu bạn coi trọng tình cảm, chàng lại là người đặt vật chất lên hàng đầu. Cả hai sẽ khó tìm được tiếng nói chung và dễ xung đột. Thứ tư, không biết chấp nhận các nhược điểm. Hai người biết hài lòng với cuộc sống sẽ tạo ra một tổ ấm hạnh phúc. Biết chấp nhận những khuyết điểm của bạn đời và trân trọng họ là điều cần thiết để có được một cuộc hôn nhân lâu bền, thành công. Người phụ nữ nào cũng muốn cảm thấy được yêu thương, được trân trọng. Và nếu người đàn ông làm bạn cảm thấy như vậy, anh ấy xứng đáng trở thành người chồng đáng giữ gìn. Chấp nhận những nhược điểm là điều vô cùng quan trọng, giúp cả hai biết thông cảm cho nhau và dễ tìm được sự hài lòng trong cuộc sống. Ngược lại, cả hai sẽ hay bới móc các điểm xấu của người kia, hay chỉ trích nhau và làm cuộc sống ngột ngạt. Thứ năm, thiếu chín chắn về cảm xúc. Để trở thành một người chồng, người đàn ông cần có độ chín chắn về cảm xúc và có thể sẵn sàng đương đầu với nỗi thất vọng, xung đột, stress hay các thay đổi khó tránh trong cuộc sống và cũng là phần tất yếu của hôn nhân. Điều quan trọng là anh ta có thể đương đầu với các tình huống trong cuộc sống bằng sự kiên cường. Người đàn ông đó có khả năng đối mặt một cách đầy trách nhiệm với các thử thách trong cuộc sống thay vì phản ứng nóng vội. Đây là phẩm chất của người biết tạo ra một cuộc sống bình yên. Một anh chàng dễ chán nản, luôn tìm cách trốn tránh trước khó khăn, sẽ không thể là người chồng tốt.